Du học nghề Đức, chỉ việc đi học là sẽ có tiền trợ cấp. Gần đây, chúng mình nhận được rất nhiều câu hỏi về chương trình du học nghề Đức đến từ các bậc phụ huynh và các bạn trẻ. Trong đó, một số người đang lầm tưởng rằng việc sang Đức học nghề là chỉ việc đi học mà vẫn có lương. Để quý phụ huynh và các bạn trẻ hiểu rõ hơn về vấn đề này, cả nhà mình cùng đi tìm hiểu về chương trình du học nghề tại Đức trong video này nhé! Thứ nhất, các bạn cần hiểu được chương trình đào tạo nghề tại Đức sẽ diễn ra như thế nào. Về thời gian học nghề, các bạn sẽ học từ 3 cho đến 4 năm với những bạn chưa từng qua trường lớp đào tạo nào liên quan đến chuyên ngành mình đang học. Nghĩa là nếu như bạn đã học ngành điều dưỡng tại Việt Nam hệ đại học thì xác thực bằng được chấp nhận, bạn chỉ cần học thêm tiếng Đức và đào tạo thêm về ngành điều dưỡng tại Đức từ 6 tháng cho đến 1 năm là các bạn đã có thể đi làm luôn rồi. Còn với những bạn chưa từng học hoặc học trái ngành sẽ tiếp tục được đào tạo nghề tại Đức từ 3 cho đến 4 năm. Về cách thức đào tạo nghề, với việc học nghề tại Đức, bạn sẽ học kết hợp song song giữa lý thuyết và thực hành, nghĩa là trên lớp bạn được học những gì, bạn sẽ được thực hành y như vậy. Thông thường sẽ là một tuần đi học và một tuần đi làm. Chính vì vậy, các bạn đừng hiểu lầm rằng mình chỉ việc đi học rồi cũng sẽ có trợ cấp nhé. Vì ngoài học lý thuyết đầy đủ trên trường, bạn còn phải thực hành nữa thì mới có mức trợ cấp tương đương. Địa điểm thực tập sẽ là đơn vị ngành nghề tương ứng. Chẳng hạn, nếu như bạn học điều dưỡng thì bạn sẽ được thực tập tại các viện dưỡng lão, các trung tâm y tế lão khoa hay các viện điều dưỡng. Về thời gian học tập hàng ngày, thời gian học tập hoặc thực hành sẽ là 8 tiếng một ngày. Chính vì vậy, các trường tại Đức không khuyến khích các bạn đi làm thêm ngoài giờ để tránh ảnh hưởng đến việc học. Hơn nữa, mức trợ cấp các bạn nhận được đã đủ để trang trải cho chi phí sinh hoạt. Có rất nhiều học viên AVT tiết kiệm được nhiều tiền hàng tháng từ khoản trợ cấp này. Nếu muốn đi làm thêm, bạn phải được sự cho phép từ phía nhà trường. Về mức trợ cấp, với những bạn chỉ có chứng chỉ sơ cấp nghề, bạn sẽ nhận được từ 700 cho đến 1.250 euro một tháng, tùy thuộc vào từng ngành nghề mà bạn theo học nữa. Ngành xây dựng, bạn có thể nhận được mức trợ cấp khởi điểm là 1.150 euro một tháng. Và từ 2.000 euro dành cho những bạn đã có bằng cao đẳng hoặc đại học ngành y tá điều dưỡng. Về mức lương khi ra trường, tùy thuộc vào trình độ và địa điểm sinh sống mà mức lương khi ra trường của mỗi bạn là khác nhau. Thông thường sẽ dao động từ 2.500 cho đến 4.000 euro một tháng, tính ra tiền Việt nó sẽ là khoảng từ 65 cho đến 100 triệu một tháng. Đối với giá trị bằng nghề tại Đức, tuy là bằng nghề nhưng chứng chỉ này lại có giá trị chung toàn châu Âu. Sinh viên khi tốt nghiệp tại các trường nghề tại Đức có thể tự tin khi xin việc tại bất kỳ quốc gia nào trong khối Liên minh châu Âu EU mà vẫn được công nhận là bằng cấp. Ngoài ra, kể cả khi bạn có quyết định trở về Việt Nam và lập nghiệp thì tấm bằng này cũng vô cùng có giá trị. Như vậy, những thông tin trên đây đã phần nào giải đáp được những thắc mắc của những bạn đang mong muốn tìm hiểu và tham gia chương trình này. Và đặc biệt, đã trả lời cho các bạn được câu hỏi du học nghề tại Đức có phải đi lao động không? Sang Đức chỉ cần học là sẽ có lương, có đúng không? Các bạn thân mến, không có con đường nào là trải sẵn trên hoa hồng nếu như chính bản thân mình không nỗ lực. Không có bất cứ ai hay quốc gia nào sẵn sàng cho bạn một khoản giá trị nếu như bạn không đóng góp được gì cho họ. Vì vậy, nếu muốn được hưởng một cuộc sống mới tốt đẹp hơn thì bạn hãy cố gắng hết mình để đạt được ước mơ nhé. Chúc các bạn sẽ có được những quyết định đúng đắn cho tương lai. Và đừng quên like, share và subscribe kênh YouTube của chúng mình để cập nhật những thông tin bổ ích và mới nhất nhé. Hẹn gặp lại các bạn trong những video tiếp theo.